Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Thì sáng ra Vũ nghe con cúc trong cái AV của Vũ nó nhiều lắm. Nhưng mà Vũ nghĩ thì chắc là tới mùa nó thôi mọi người. Nên Vũ nghĩ cũng bình thường thôi. Xong rồi Vũ ra Vũ định vệ sinh cái cổng của Vũ. Hôm qua Vũ có cắt tỉa mấy cây bông giấy á. Vũ đi tới đây thì Vũ gặp con cúc nó bay lên mọi người. Nó về sát cái sân của Vũ luôn. Mấy hôm trước đi chợ thì Vũ có mua 4 cái tay lưới mà chưa có đi 7 lần nào hết trơn. Định vài bữa nữa vô 7, đi 7 bỏ thêm vô trong cái AV của Vũ cho nó nhiều nhiều á. Hiện tại giờ AV của Vũ thì nó có 4 con thôi. 4 con thì có một cặp đầu tiên Vũ thả, xong rồi 2 con nữa. Thì cái con mà đẻ gần nhất ở đây á, lúc trước Vũ có quay cho anh em xem á, thì nó là con trống mọi người. Vũ tưởng nó là con mái. Vũ đang định dự định bắt lại để cho một người anh ở dưới gần nhà nhà Vũ ở dưới á, gần Gò Vấp ở dưới á. Nhưng mà khi Vũ bắt lại thì Vũ thấy thì nó là con trống nên Vũ thả lại rồi. Thì hy vọng mà đợt sau nó đẻ được con mái thì Vũ sẽ tặng cho ảnh, tại vì ảnh cũng thích cúc. Con năm màu Vũ dắt ở đây nè. Lâu lắm mà Vũ cũng không có đi đánh năm màu, hay nhiều anh em kêu Vũ đi đánh nhưng mà mùa này mùa chiền á, nhưng mà Vũ cũng ít đi lắm. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là vô cái mùa chim chuyền thì cái con Vũ nó đang thay lông mọi người, tự nhiên nó rớt lông. Thì con của Vũ thì nó rớt lông nhưng mà bỏi về nó vẫn chơi được nha mọi người. Cái nết của nó nết cắn á, nên nó cắn tốt lắm. Nó sàn đó. Sáng Vũ dắt ra đây Vũ phơi nắng thôi. Rồi Vũ gài lục lên luôn coi nó có dính chuyền được con chuyền nào không, thì Vũ vô cám luôn mọi người. Cái cây dây mình bắt dây của Vũ nay nó lên nhiều lắm à, tốt cái gốc này. Để có con trái này. Cái này vài bữa nữa là chim nó lôi trộn ăn rồi mọi người. Bữa có mấy trái bên đây luôn nè. Vũ đợi chín rồi Vũ quay cho anh em xem mà chưa gì hết cái nó lôi vô trộn ăn. Đây nè. Nó ăn hết rồi. Cái này cũng gần chín rồi nè. Nhiều lắm, ở trên cũng quá trời mọi người. Rồi ok anh em, để Vũ khai trương cái con cúc này luôn. Bữa giờ chưa có thời gian đi bẫy, không ngờ nó giờ tới sân Vũ luôn. Thua rồi anh em ơi. Vũ để cho một tiếng đồng hồ đây luôn mà nó không thấy mặt nó luôn á. Vũ nghĩ thì nó ở vòng vòng trong cái khu này, khu cỏ này thôi. Vậy mà để máy lại một tiếng đồng hồ mà không thấy mặt mũi hết trơn luôn. Trời ơi. Khai trương cái bốn cái tay cúc này thất bại rồi mọi người ơi. Cúc thì không dính nhưng mà nó dính con khác. Để Vũ quay cho anh em xem nha. Đây. Vũ ra vô thăm cúc coi dính chưa thì chưa thấy dính. Đi ngang thấy dính con này. Đấy. Một cái chuyền này nè. Cái chuyền này sung lắm. Gặp mồi là đá liền à. Nè chuyền này nè. Đây Vũ gỡ nó ra anh em ha. Nãy giờ dính chắc cũng lâu rồi đó. Chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Vũ không có để ý á. Lúc nãy Vũ thấy nó hơi đá tí xíu mà Vũ đi ăn sáng luôn á. Để luôn nãy giờ luôn. Vũ gỡ nó ra nha. Vũ mới đi qua nhà một người bạn mọi người. Hồi nãy Vũ mới làm về buổi trưa thì người bạn này nhắn tin cho Vũ. Có một con chim đuôi cục cánh xanh bụng đỏ. Cái dòng chim này Vũ kiếm này cũng cả năm nay rồi. Rất là đẹp luôn. Thì nó bay vô cái nhà kho của bạn này. Nhưng mà phát hiện trễ quá thì nó chết mất tiêu rồi. Rất là uổng luôn. Giờ Vũ qua nhà Vũ coi thử xung quanh nhà coi nó còn không á. Tại dòng chim này hình như nó đi theo cặp. Không biết là nó có để xung quanh nhà không. Nếu mà nó để xung quanh nhà thì mình đắt thổ nó về mình nuôi anh em. Cái dòng chim này Vũ cũng kiếm lâu lắm. Vũ kiếm này cũng cả năm nay rồi.
để vô thả Hà Vi. Vũ muốn có một cái tổ 4-5 con gì đó vô thả Hà Vi cho nó đẹp á. Mà cả năm nay Vũ kiếm không có gặp á. Để thử coi bữa nay thử coi có gặp không mọi người ha. Không, chim nó chim của mình đây chứ không phải di cư đâu. Mà tại vì chắc là mình ít gặp thôi. Ở đâu? Ủa? Như đây hả? Ở đây trống lóc mà có gì đâu mà kẹt chết. Có gì cắn hay là bệnh tật gì rồi chứ. Nhưng đây trống lóc mà sao tưởng đâu vô kho bít rồi chết chứ. Trời ơi, tiếc ghê luôn. Trời ơi, đẹp lắm luôn, con này mình nó thả đứng đứng trong hoa viên, đứng trên cục đá nhìn đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi đẹp quá. Con này nó chết rồi nên nó hơi nhạy cảm nha mọi người. Anh em Vũ cho anh em xem vài giây rồi Vũ chèn hình nha. Trời ơi, đẹp quá. Tôi kiếm cả năm nay luôn hả? Nó hôi chưa ta? Vẫn chưa hôi luôn nè. Mới chết sáng sáng hả? Mới chết hả? Trời ơi, đẹp quá. Ủa, cây này cây gì vậy sao? À, cái vú sữa vàng đó phải không? Ồ, nào giờ tao ăn trái mà tao chưa biết cây nó luôn á. Ăn trái vàng cây luôn á. Hả? Vậy hả? Ủa, cái lá vú sữa lạ quá ha. Tùy theo cái mùa. Mùa nắng mùa ăn khác, mùa mưa. Ngon không ta? Ê, lộn quên cái gì à? Mùa. Chín cho ta, quên lộn. Ngon không ta? Vàng là chín rồi đó. Vậy hả? Vậy là hái được rồi. Hái cái đó về vú rồi vừa ăn vừa. Ôi, bị con gì chích rồi nè, chích hết rồi. Không có ba con này sao rồi. Thưởng nhiều lắm, một cây cái tạ á. Nhà bạn của Vũ trồng cây ăn trái sau nhà anh em. Khiếp luôn. Ừ, đằng trước mấy cây đằng trước thấy trái thấy kinh khủng mà. Thì bơi trái dài phải không? Lá nó bự hơn không? Có trái không? Trời ơi. Mũi để đâu không? Vậy hả? Trời ơi, mê quá ha. Ô, cái giường ông vậy. Rồi cái trái. Trời trái. Gan tôi. Hơn gan tôi luôn. Ô, nó nằm dưới đất nè. Đủ khổ luôn nè. Mỗi năm một cây là cái tả. Hái bán không? Bán được giá không ta? Vậy hả? Yeah. Giống mới nó vậy hả? Mấy trái này cái gì đây mà hư hết trơn à? Sao? Già nó không ăn hết. Hết mùa hả? Ủa, cái này mà chịu khó đi tìm mà tổ chim này cũng nhiều lắm á sao? Ủa, cái tổ gì đây là sao? Chim ri phải không? Nhiều lắm, hôm nay chim bóng ri nhiều lắm. Đi rồi hả? Đó này đi. Là ăn luôn á. U vàng khè luôn hả? Cái sâu quá, sợ cái sâu. Đang là chín rồi nè. Trời ơi, nhìn đã mắt hơn cái trái đu đủ mình ha. Ở lòng trái vú sữa mình ha. Ừ, cái phần kim mà nó vàng á, cái phần kim đó. Trời ơi. Bao thì có ăn không bao là gì. À nè, như cái trái trên này nè, không bao là coi tiêu rồi phải không? Ừ. Ồ, trái này bự hơn trái của tôi luôn nè. Mà không bao lại. Chích hết. Thôi đừng hái nữa, đừng hái. Cái gì vậy? Thôi. Trái thôi, trái cầm quay phim thôi. Nè, trái này đẹp luôn nè. Trái này ăn ngon. Ủa, trái này nó chưa chín luôn mà. Cần vú không? Vậy hả? Rồi, đã quá. Nó nặng quằn cái nhánh luôn. À, vườn trái cây chín bên đây hả? Bên kia chỉ là trồng cho vui, giải trí thôi hả? Trời ơi, vườn bên đây mới vườn lớn nè. Nghe chủ vườn nói. Con gì vậy? Phải không? Không. Đâu? Cú mèo hả? À, không phải cú mèo đâu. Con cú mini á.
con đó bắt nuôi dễ thương lắm á, nhiều người nuôi lắm á, cú mini. Vườn trái cây này tổ chim thì thôi luôn ha. Đầu cắn hả? Thôi đầu cắn không chơi. Thứ xanh là con gì? Con hít cô hả? Ừ, hít cô tôi nuôi được. Tôi cũng đang khoái hít cô. Cái gì vậy? Không, con này cái gì á? Khúc mặt gì ta? Đổ quyên hay gì mà nó kêu hay chưa? À kìa, ảnh kìa. Đây nè. Đổ quyên. Ồ, dùng chơm này trái đây sai quá, sai ha. Rồi nó quăng luôn nè. Ủa này là thái hay là thường hay sao? Thường hả? Thường sao không chặt bỏ sen thái vô hết đi. Lựa hả? Lấy trộn giống với mình phải không? Hồi xưa chuyên gia bị đó. Mua 10 cây hết 5 cây thường. Giờ chặt bỏ cũng uổng thôi. Không, mình trồng năm đầu á, mình trồng năm đầu thấy thường chặt bỏ liền, thà ấy 1 năm. Chuối gì? Ừ, chưa chuối gì, trái với nhìn lạ chưa ha. Ăn giống như bơm táo vậy biết không? À vậy ha, bơ bỏ vậy ha. Ê, ê, ê. Tôi mới nghe chim con kia. Con đâu? Không. Ở đây được không? Mới nghe chim. Nè, hình như nó trong đây nè. Con năm màu đi chuyền. Thôi bỏ luôn đi. Giờ nghe trăm năm màu cũng cực. Nè, nè mẹ đó. Ôi. À. Ủa cái tổ gì đây nè sao? Nè. Con quăng xuống thử cái sao. Đúng không hả? Đi rồi. Đi rồi bạn, tổ đi rồi. Còn con năm màu này nữa. Bữa nào tôi đem mồi vô đây tôi đánh mấy con chuyền ha. Chính dạng chuyền nuôi ha. Mùa này không có đánh bổi. Đánh bổi như đánh bổi như vậy là coi như là mấy con non không ai đút mà chết luôn á. Chứ giờ muốn đánh bổi dễ lắm. Dắt gần gì cái vỏ đó là mẹ vô đá liền à. Trời ơi. Cái vườn trái cây đi hoài không hết vậy. Lơ à. Này hái dùm chôm, tới mùa hái dùm chôm bán cũng mệt ha sao. Yeah. À, giữ về luôn, tại vì bạn ấy đang làm với ba nên cũng ở lại vũ quay cũng hơi ngại. Mới đầu vũ định là cầm vũ có cầm cái lo theo á, như vũ có thâu cái tiếng của cái con đuôi cục đánh xanh luôn. Vũ đi tính đi xung quanh nhà nè, vũ mở lên thử coi nó có kêu lại không, nó có đáp lại không, thứ hai là xem thử con non nó có kêu hay không. Nhưng mà thấy làm phiền bạn quá nên thôi vũ tranh thủ vũ về luôn mọi người ạ. À, Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe nha mọi người. À, Vũ xin chào tất cả mọi người ạ.